Chào các bạn đã quay trở lại với Photoshop Tutorial. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái ảnh nghệ thuật giống như trong cái phần mềm BitArt trên điện thoại. Hôm nay mình sẽ có bức ảnh này và đây là những cái tư liệu để chúng ta sẽ làm thành cái bức ảnh nghệ thuật cái loại BitArt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tách cái hình này lên. Mình đã lấy vừa dùng pen tool nè, các bạn dùng pen tool hay các bạn dùng các công cụ nào các bạn cắt cũng được. Các bạn lấy cái vùng chọn đó, các bạn lấy cái vùng chọn như thế này và các bạn chọn cái công cụ nào mà tạo vùng chọn để các bạn sử dụng select and mask. Thì mình tách cái background này ra, thì ở đây các bạn có thể chọn cái màu background mình muốn, ví dụ để cái màu background nào để mình chọn cái tông màu nó, mình xử lý cái tóc cho nó đẹp ha. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh để mình chỉnh sửa tùy theo bức ảnh, rồi mình sẽ tách sao nhìn cho nó ok. Xong các bạn nhấn ok và các bạn nhớ là khi mình tách thì mình chọn new layer mask để nó tạo một cái layer mask, tự tạo cái layer mới nó như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng Sun Control để mình fill một cái màu background. Và khi fill cái màu background xong thì mình tạo một cái đốm sáng ở đây. Các bạn có thể dùng Brush các bạn chấm, và các bạn có thể dùng Radiant và cái chọn cái phần một màu này, và mình chọn cái hình tròn. Các bạn để màu trắng lên trên, mình muốn lấy cái màu trắng thì mình kéo như thế này, dùng công cụ Move Tool giữ internet để zoom lớn hình hết nè. Nếu mà trong bản Photoshop CS trở về trước hay bản CC 2017 trở về trước thì khi mà di chuyển như thế này là mình phải giữ Shift. Thì mình sẽ dùng bên mình tạo một cái ảnh mình cắt làm cho cái lấy cái vùng chọn đây. Và nhấn Enter để lấy vùng chọn và mình tạo feeder. Bạn có thể lấy tạo feeder và cho màu trắng lên trên, bấm phím delete để xóa vỏ cái phần này đi, đứng trên layer mask. Thế này, bây giờ mình sẽ tạo một cái, mình vẽ một cái đường để mình fill một cái màu. Này mình sẽ fill một cái màu, tạo một cái layer mới, mình sẽ hút cái màu da. Đây, chỉnh màu cho nó hợp màu da. Ok, xong mình click vào layer, mình tạo một cái vùng chọn, mình tạo một cái layer mới, fill cái màu đen lên. Bấm phím Internet Delete để fill cái màu có background ở trên. Giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại. Dùng công cụ Move Tool các bạn bấm vào lại.
vô seller cho nó nhẹ một tí. Rồi bây giờ mình tạo cho nó một cái layer mask. Dùng brush tool. Xóa cái này đi. Chỉnh cái này là một tí. Để opacity khoảng 20 mình sẽ stop cái này cho nó nhà lạc bớt. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái hình, mình thấy một cái hình người đây. Sẽ tách cái hình cô gái này lên, bỏ cái background này đi. Sẽ tạo cái hình như cô gái này đang dở một cái đầu của anh này lên. Tạo cái layer mắt. Mình chỉnh một màu lại cho cái hình này. Bạn cho clip bên mắt vào cái layer đây, mình sẽ tác động lên cái hình cô gái thôi. Cái này mình sẽ tạo một cái bóng cho cái hình con gái này.
mình sẽ tạo thêm cái hiệu ứng nữa, ví dụ như chim bay. Xong bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái màu, tạo một cái layer ánh sáng. Thì cái màu đen lên. Chúng ta cho một cái màu sắc cho nó tông xanh, có thể chỉnh là luôn.
con mặt lại. Màu trắng đẹp tí nữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích video thì hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mới được cập nhật trên kênh của mình. Các bạn có thể comment góp ý bên dưới video để mình rút kinh nghiệm cho những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.